Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới và trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, đồng thời thực hiện ngay công tác thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng, đẩy giá vàng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước vừa thay mặt Chính phủ, thờ ủy quyền Thủ tướng, có tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, việc giảm thuế suất VAT, gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm 2023 để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2024 sẽ khiến cho ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Sáng nay mùng 3 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điều hành cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành thuộc tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ ngày 30 tháng 6 năm 2016 với tổng chiều dài 55 km, trong đó phân đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dài khoảng 26 km. Từ khi đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện liên tục tăng cao. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đã nghiên cứu đề xuất mở rộng đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành với quy mô 8 làn xe, bảo đảm khả năng mở rộng lên 10 làn xe. Việc mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển sau khi một số công trình giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác như cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và sự phát triển của khu vực cảng biển Cái Mép Thị Vải. Tại cuộc họp, các ý kiến đề xuất cần tính đến phương án đầu tư mở rộng đoạn thành phố Hồ Chí Minh Long Thành lên 10 làn xe ngay thay vì 8 làn xe, từ đó phân tích rõ về sự phù hợp với quy định pháp luật đầu tư, hình thức đầu tư, phạm vi, quy mô dự án đầu tư, thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư, khả năng cân đối, huy động các nguồn vốn, nghĩa vụ trả nợ, mối quan hệ giữa dự án hiện hữu và dự án đầu tư mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra giá vé máy bay nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay, góp phần bình ổn giá, đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Thời gian vừa qua, tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé, thực hiện kê khai niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến sẽ đồng loạt triển khai thu phí không dừng đối với ô tô từ ngày 5 tháng 5 tại 5 sân bay lớn bao gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hiện quá trình lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ thu phí không dừng và thu tự động không dùng tiền mặt đã gần hoàn tất. Ngoài phương thức thu phí tự động không dừng, hệ thống thu phí tại 5 sân bay còn dự kiến áp dụng thêm phương thức Tap and Go. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị có thế mạnh về thanh toán điện tử để ứng dụng thu phí tự động. Những xe không dán thẻ ETC, tài xế chỉ cần quét mã QR khi qua trạm, thiết bị sẽ tự động trừ tiền phí. Thời gian qua trạm thu phí chỉ mất vài giây. Dự án cung cấp thiết bị cho hệ thống thu phí không dừng tiền mặt và thu tự động không dừng tại 5 sân bay lớn có tổng mức đầu tư gần 215 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không về sự thiếu hụt tàu bay,
Công ty cổ phần hàng không Vietjet đã ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội trong quý 1 năm 2024, tạo sức bật mạnh mẽ cho cả năm. Theo báo cáo, quý 1 năm 2024, doanh thu vận chuyển hàng không của Vietjet đạt 17.765 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 209% so với cùng kỳ năm 2023. Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt lần lượt 17.792 tỷ đồng và 539 tỷ đồng, tăng 38% và 212% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm, Vietjet đã khai thác an toàn gần 34.500 chuyến bay, vận chuyển được hơn 6,3 triệu lượt hành khách. Các chuyến bay của hãng đạt hệ số sử dụng ghế bình quân cao 87% và độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6%. Tiếp tục chiến lược tập trung mở rộng mạng bay quốc tế, vận tải hành khách quốc tế trong quý 1 năm 2024, tăng trưởng hơn 53% và 61% về số lượng chuyến bay và lượt khách so với cùng kỳ năm 2023. Trong quý 1 2024, Vietjet mở mới 15 đường bay quốc tế và quốc nội, nâng tổng số đường bay lên 140. Hãng liên tiếp công bố và khai trương các đường bay quốc tế mới gồm Phú Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đô, Tây An, Trung Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Viên Chăn, Lào và các đường bay từ Hà Nội đến Hiroshima, Nhật Bản, Sydney, Melbourne, Australia. Những kết quả trên khẳng định Vietjet đã vượt qua khó khăn chung của ngành hàng không trong việc thiếu hụt tàu bay, duy trì đà phát triển của năm 2023, tiếp tục tiên phong mở mới nhiều đường bay quốc tế, tạo sức bật mạnh mẽ cho hoạt động khai thác trong cả năm 2024. Mạng lưới đối thoại lãnh đạo trẻ Việt Nam Australia vừa tổ chức diễn đàn công nghệ số tại thành phố Melbourne, Australia. Sự kiện có trên 160 cơ quan của Việt Nam và Australia và nhiều hiệp hội, doanh nghiệp hai nước cùng tham dự. Diễn đàn công nghệ số DG Frontier Forum diễn ra tại thành phố Melbourne, Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin. Tại diễn đàn, các đại diện của hai chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia của hai nước đã giới thiệu về nền kinh tế kỹ thuật số của mỗi bên, các công nghệ mới nổi, tiềm năng trong trí tuệ nhân tạo, blockchain, an ninh mạng, phát triển bền vững và giáo dục. Không chỉ chia sẻ về kiến thức, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia của Australia và Việt Nam cũng trao đổi về những thuận lợi khi hợp tác với Việt Nam. Đó là thị trường rộng lớn và có tốc độ phát triển nhanh, đặc biệt nằm ở khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng có thể trở thành địa điểm kết nối các doanh nghiệp Australia với khu vực. Nền kinh tế số của Việt Nam ước tính có trị giá lên tới 180 tỷ tới 300 tỷ đô la Australia. Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, nên các doanh nghiệp công nghệ của Australia sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào quá trình số hóa nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ tài chính, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục, thành phố thông minh và hạ tầng cơ sở. Công nghệ là lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Australia với tốc độ phát triển trung bình đạt 16% một năm và có giá trị từ 167 tỷ và có thể lên tới 250 tỷ đô la Australia vào năm 2030, nên Australia cũng là thị trường mà nhiều doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam muốn tham gia. Mảng fintech ở Úc rất là mạnh và có thể thấy là một điểm hình là tất cả các ngân hàng ở Úc như là ngân hàng lớn như là CBA hay là NIB hiện giờ đang sử dụng công nghệ blockchain với sử dụng cái mạng lưới của Ripple, XRP Network để trong việc cross border chuyển tiền xuyên biên giới. Đó là một cái sự đột phá rất lớn trong mảng fintech mà sử dụng công nghệ blockchain. Thì mình cũng mong là mình sẽ thể giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có các công nghệ về fintech sử dụng công nghệ blockchain có thể triển khai ở thị trường Úc trong mảng như là đầu tư small investment hay là wealth management, quản lý tài chính. Công nghệ số là lĩnh vực phát triển mạnh, được thúc đẩy và là lĩnh vực đóng góp lớn thứ ba vào nguồn thu của Australia. Việc hai nước xác định công nghệ số là một lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tạo cơ sở để hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng này. Luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 11 năm 2023 đều có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ cho phép hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng. Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua,
Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo đủ điều kiện để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội cho phép thi hành sớm các luật này. Việc hai luật này có hiệu lực sớm 6 tháng nhằm đảm bảo có hiệu lực đồng thời với luật đất đai 2024 cũng đang trình Chính phủ đề nghị Quốc hội chấp thuận cho phép có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ngày hôm qua đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024, chủ yếu nhờ sự phục hồi tích cực của nền kinh tế Mỹ. Trong báo cáo hàng quý mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 3,1%, cao hơn mức dự báo 2,9% đưa ra hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng sự phục hồi diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, đồng thời dự báo bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục đối mặt với những diễn biến trái chiều, với lạm phát và lãi suất giảm ở những tốc độ khác nhau, cũng như nhu cầu cải thiện tình hình tài chính cũng khác nhau. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự đoán nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,6% trong năm nay so với mức dự báo 2,1% đưa ra trước đó. Đối với nền kinh tế Trung Quốc, tổ chức này nâng dự báo tăng trưởng năm nay lên 4,9% so với mức dự báo 4,7% đưa ra trước đó. Trong báo cáo, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị cao, đặc biệt là ở Trung Đông, có thể làm gián đoạn các thị trường năng lượng và tài chính, khiến lạm phát tăng vọt và tăng trưởng chững lại. Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella ngày hôm qua thông báo, tập đoàn này sẽ đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI và điện toán đám mây ở Malaysia trong 4 năm tới. Phát biểu tại một sự kiện về trí tuệ nhân tạo AI ở Malaysia, ông Nadella tuyên bố đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử 32 năm của Microsoft vào Malaysia. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ Malaysia trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng AI và điện toán đám mây, tạo ra một trung tâm AI xuất sắc và đào tạo về AI cho khoảng 200.000 người Malaysia. Cam kết đầu tư này được đưa ra trong bối cảnh giám đốc điều hành Microsoft hiện đang có chuyến công du 3 quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Thái Lan, Malaysia, để công bố một loạt các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Trái ngược với tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt ở các quốc gia Đông Nam Á, những nông dân ở huyện Niger, miền trung Afghanistan cho biết, cây ăn quả của họ đang vào mùa đã bị phá hủy hoàn toàn do tuyết rơi bất ngờ và thời tiết lạnh giá, gây thiệt hại tài chính lớn cho gần 2.000 gia đình sống ở đây. Ông Gulajan, 53 tuổi, sở hữu hai vườn mơ và táo, cho biết toàn bộ thu nhập của 15 thành viên trong gia đình ông đã bị mất do tuyết rơi. Trong 53 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một trận tuyết rơi như vậy vào thời điểm này trong năm. Đây là thời điểm cây táo và cây mơ ra hoa, nhưng tuyết rơi đã phá hỏng toàn bộ mùa màng. Chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề, nó là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi. Nông dân địa phương cho biết hàng trăm cây táo, cây mơ và anh đào đang vào mùa hoa đã bị phá hủy do tuyết rơi trong mấy ngày qua và họ đã buộc phải cắt bỏ tất cả những cành bị hư hỏng. Chúng tôi yêu cầu chính phủ giúp đỡ, chúng tôi không có nguồn thu nhập nào khác. Họ nên đến xem kỹ và đo lường mức độ thiệt hại mà chúng tôi phải gánh chịu do đợt tuyết rơi này. Cơ quan truyền thông cho biết tuyết rơi vào mùa táo và mơ là mối lo ngại lớn đối với nông dân ở tỉnh này.